cả đời cô, cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Ta cho ông quyền lực, cho ông dinh dự, chính là muốn cho ông cơ hội lựa chọn. Muốn giết tôi, cứ việc tự nhiên. Tham vọng của con người mãi mãi không có điểm dừng. Nếu không học được cách kềm chế, thì ngay cả những gì hiện giờ ngươi có cũng không còn. Nếu không còn tình yêu, thì chỉ còn lại căm hận trong lòng. Ta muốn nước Triệu đại loạn, ta còn muốn giúp cô lên ngôi hoàng hậu nước Tần. Hàng ta thì sống, nghiệt ta thì chết. Cho dù tôi đối đầu với cô có thể làm gì được tôi? Nhã Nhi tới rồi, cơ hội cũng sẽ tới. Ngươi là nữ nhi đáng sợ nhất mà quả nhân từng gặp. Lã Bất Di này có thể vì đại nghiệp vương quyền bất chấp tất cả. Ông phấn đấu suốt 20 năm, cuối cùng cũng trở thành tướng ban quyền khuynh thiên hạ của Đại Tần. Nhưng ông có tin hay không, ta sẵn sàng tước hết quyền lực của ông. Bộ phim Thảo Đăng Tử phát sóng từ lúc 19 giờ ngày 24 tháng 2, từ thứ Hai đến chủ nhật hàng tuần, chỉ có trên SCTV 9.